Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Thanh Nhã TV nha mọi người. Mình là Nhã, xác bên mình là Toàn, Danh, Sang, Dẹo, rồi anh Tư, chị Nhăn, rồi Hăng, nói chung là Trứng Miêu nữa mọi người. Thì hôm nay nguyên gia đình mình sẽ cái bữa mà đi lên An Giang mà đi bị gạt á, bữa bị gạt mọi người, gạt mấy trăm ngàn kìa đó, là bữa đó gặp anh Nguyễn Hải á. Thì bữa đó lên đó ảnh mấy anh em mình có hẹn với nhau là bữa Chủ Nhật sẽ lên chợ ảnh, rồi chiều á mọi người sẽ đi đá banh với ảnh nha mọi người. Bây giờ anh em mình giờ này là đây đồng hồ đâu, giờ này là 12 giờ, anh em mình sẽ xuất phát lên tới trên chợ ảnh, tới nhà ảnh, rồi anh em mình kiếm chỗ nghỉ ngơi xong rồi chiều sẽ đá banh nha mọi người. Không thấy đâu mà. Ok, thì giờ bắt đầu cuộc hành trình theo chân anh em mình nha. Mưa nha mọi người, mưa nha. Mưa thu luôn nha mọi người nha. Giờ nay mình xuất phát tiếp nha mọi người. Giờ ngoài trời nắng lại rồi. Đó, giờ xuất phát tiếp. Giờ anh em mình chú mưa xong nha mọi người, ăn xong rồi cũng no no cái bụng rồi đó. Giờ anh em mình đi rồi, ví dụ mà mắc đám mưa nữa thì anh em mình kiếm chỗ ngủ luôn nha. Tại nãy uống rồi xong ăn rồi giờ phải ngủ. Đúng rồi. Ok, nói chơi thôi, bây giờ anh em mình xuất phát tiếp nha mọi người. We'll be right back.
Minh này nha mọi người, Minh ra đón nè. Đích luôn. Để tới tí đi cho nhìn vô mới. Không sao, không sao. Đây để ca đi rồi chút xíu mới dài. Đi đâu anh nhỉ? Không biết đi đâu nữa nè. Mới lại anh đéo ơi. Giờ này mình vô ổn định vị trí ấy, cho cái đít nó bớt tê bên cạnh. Đây quay cho quay. Đít tê quá. Rồi tôi quay cho. Rồi anh em cho. Cái đít nó bớt tê. Đây là Danh nè các bạn. Nhã nè. Đây là Tam Thanh Nhã nha các bạn. Vô. Đây là Tư Béo, đây là Quốc Nghĩa Phí Sò các bạn. Hướng. Đó là Minh Bụng Bự. Mời anh em vô nhà chơi nha. Đây là bạn đâu? Là Nguyễn Hải mới ngủ vậy các bạn. Kiếm chỗ ngủ rồi đó các bạn ơi. Rồi là tí ra chơi. Vô. Vô nhà ngồi nó mới đủ chứ rồi bạn không đủ rồi. Đẹp đi. Rồi. Rồi chơi quán vậy. Tám hay gì. Chào chơi. Có gì em gần đây có cái khách sạn không hả? Phú Cường. Phú Cường. Mình gần chỗ đó anh luôn á. Ở chỗ đó là một dãy luôn rồi, nhà trọ sạn nhất. Vô. Lên nhà chơi đi. Vô đây nè. Vô đây nè. Anh cầm quay. Anh cầm quay luôn. Khách sạn rồi, nghỉ rồi tôi béo. Quên. Chỗ khách sạn cái bên cũng có nữa. Hả? Đi biết bao nhiêu gian nan cực khổ. Ok. Mưa quá trời mưa luôn. Nha. Mất mưa 2-3 chiếc. Tiếng phơi. Anh biết nhà anh Hải khoái nhất gì không? Khoái nhất cái phía sau nè. Khoái nhất cái view này nè. Trời ơi, cái view tuyệt vời. Mà nhìn em sợ độ cao, em nhìn xuống đây em cũng hơi ớn ớn xíu nha. Ôi. Nổi. View đẹp quá mọi người. Nhìn mê thiệt. Trên này đa số nhà ta cắt nhà cao chứ không mọi người. Cao bằng mặt lỗ cho nên nó rất là cao. Rửa mặt rửa tay cái đi rồi ra chơi với ảnh. 100 mấy chục cây á. 100 mấy thôi. Đử giờ mọi người. Đừng. Tới ảnh chiến gia phượng. Văn phượng. Nè rồi. Coi cái này nè. Nào. Đứng được. 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 Đứng được.
Giờ này mình ngồi nghỉ mệt tí rồi đi ra ngoài kiếm phòng mướn rồi để đồ đại cái mọi người xong rồi chiều đó bạn. Rồi tối giờ mình tính tiếp. Bây giờ đợi đi chơi mọi người. Đi đường xa lâu quá mình đi đường xa đi mình đừng chơi. Tối nay mới sung lại. Ok mọi người, bây giờ anh em mình đang đi lại chỗ kiếm cái chỗ để anh em mình nghỉ ngơi mọi người, để đồ đồ. Với lại tối nay anh em mình quyết định ở đây một đêm nữa. Thì ngày mai anh em mình còn đi lại núi Bà. Lại núi Bà đó mọi người, cúng nữa mọi người. Thì cho nên là anh em mình sẽ ở đây chơi đêm. Thì để mình lại chỗ nghỉ ngơi đi, sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha mọi người. Bây giờ mình đang đi theo Tư Béo với lại anh Minh. Ở về anh Nghĩa. Hai anh đang dắt anh em mình đang đi kiếm chỗ. Thì nãy giờ mấy anh cũng dắt cho mình đi kiếm chỗ nghỉ ngơi rồi. Cũng phòng ốc cũng bỏ đồ đã mọi người, cho anh em mình thay đồ ra. Ở đây là ở đâu anh? Trắng Phố, huyện Phố Tỉnh Giang. Dạ chưa hỏi mà. Không, coi biết theo lại là cho nó đủ rồi. Này chung đó gì? Trung tâm. Trung tâm thương mại Phú. Trung tâm thương lượng ơi, thương mại. Thương lượng đúng rồi đó. Đang đàm phán với nhau mà. Mọi người, đây là đội của mình bên đây đá với đội của anh Nguyễn Hải nha. Thì bên đây là Nghĩa xuống đây hoài. Có anh Cảnh, anh Nghĩa nè, anh Tư, anh Minh. Có hai mà mọi người có thấy nó hơi bị lọt sọt nha, bên đó người ta đều đúng rồi. Bên đây nó hơi bự. Bụng đứa nào nó bự quá. Bụng em cũng có nhỏ đâu. Tại vỏ nó che. Bây giờ anh em mình ở đây ngồi uống nước xong rồi tới giờ tầm 6 giờ anh em mình lại săn đá. Bây giờ đợi mọi người. Anh Hải và anh ở nhà, anh coi nhà. Có nhà tại vì ba mẹ đi đám giỗ chưa nhỉ. Hồi anh Hải anh lại sao? Ủa anh có đá không ta? Chắc có. Có đá. Anh biết đá mà không? Biết đá. Nhưng mà anh giò kiểu giò giờ đá được rồi. Tại lúc trước cái giò bị tai nạn ấy rồi. Chúng nhóm là có hai ông anh ngồi đầu là đá hay chứ. Đừng nói vậy mà trời á. Nói vậy mà trời. Thì đã Hải rồi, Quy nữa. Quy mấy giờ mới ra được hay là tới giờ đá rồi mới ra sân không? Điện nó coi chừng tối mới ra được. Tại vì nó còn ở trong cái quan, nó chật chỏng, nó đâu đi được. Chưa anh đi đá anh điện đem cầm. Nó có biết đá đâu, nó đá không được. Chụp. Nó lăn không á. Nên anh ba đầu quân bến luôn rồi, anh ba. Tại vì anh Tư không à, chưa có đồ giống anh em mình. Bởi vậy có bộ đồ này cho anh ba thủ môn, anh ba bận đồ khác đúng rồi. Ba, có anh ba, bên đây có anh báo. Ba báo à? Ok, cảm ơn chị. Nhiều ảnh biết. Nhiều ảnh đi. Ba nè, anh Tư nè. Có anh Năm không? Chạy tay không anh, tôi mạnh tay lắm anh ơi. Chắc lên đây khá là vui người. Lên tới trên đây anh Minh chạy anh đón. Mấy anh em cũng tiếp đón nồng nhiệt lắm. Tối nay để anh em mình tiếp đón mấy anh lời nhồng nhiệt. Anh nghe anh nhắn tin, anh nói danh là nhậu mà không thấy cạn. Không thấy đường dài luôn đó. Lòi càng có chịu. Ngại không ra. Mà ai cũng nói mấy anh nó biết uống chứ. Để coi. Ủa Thái không đá banh hả? Đây đi. Đá vô chị không mà. 1, 2, 3, vô. Chị ơi cho 2, 3 diễn ngồi chứ quá sảnh rồi. Bên đó uống đậu uống tôm. Đậu uống tôm hả? Uống đậu uống tôm bên đó. Quán đó là bà chủ đó là lần đầu tiên quay cái đậu uống tôm. Nhưng mà cái quán bả nằm đằng kia. Đây là đúng rồi. Nhớ gặp cái bụi chuối. Bà đó bả tên chủ hả? Bả tên chủ. Bả tên chủ con bả tên lụng. Chủ lụng. Không đổi tên bậy. Tên bậy tên bậy. Coi cái lết này bả chạy đi đừng với tôi. Có đi ăn thì đừng được. Mày nói chuyện ngồi chơi với mọi người. Bả chân banh này nên mình quay trận đấu mình xem.
Bây giờ tới sân banh này. Anh em đang mang giày. Đây bên anh Hải cũng là đá banh nhưng mà nó lạ lắm. Căng quá. Đá banh kèo này căng quá ha. Giờ để anh em chuẩn bị sẵn sàng đi rồi dứt nha mọi người. Mình mới mua đôi giày nè, mình sợ dơ, mình không đá để dành. Tội không cho trùng màu. Dơ lắm. Sợ dơ lắm. Sợ dơ đá. Mày mày đá luôn. Đá ghê chạy. Ghê chạy. Bạn ơi, nay mình chụp dưới nắng các bạn. Bắt là dính. Sao vậy đó? Ủa, quên, anh ngồi xuống rồi nói đi. Thôi anh ơi. Thôi em nghe. Thôi béo rồi. Thôi béo rồi. Hải ơi. Sao ai cũng mặt mệt lắm. Tại cô đã đá, bị què đá gì nổi. Đi đá chơi. Đi đá thì em mệt. Mệt. Anh Hải bị cái tì ngay giờ cho nên là không có đá bắn gạt nhiều. Rõ ràng. Đấy, anh Huy, anh mới lại đi nhanh đi vậy nè. Anh Huy mới lại đi nhanh đi vậy. Bên này không có tiền mà nó hơi tệ. Rồi, lính ra. Cơ bản các bạn đang đến trận đấu giữa đội Thanh Nhã Vlog đến từ Sa Đéc và đội Tem Nguyễn Hải đến từ An Giang. Quay. Sau đây là dân tí, dân tí đá. Ơ. Đảo vào. Đây là Phạm Minh Lộc nha. Đúng rồi, chấp. Rồi trái banh nó lọt qua bên. Sao? Sao? Chung cũng ok, tướng mình bự quá. Tướng mình bự không? Cũng ok, nhìn tướng môn rồi hay nói hết. Tướng môn bên đó bự lắm mọi người. Ngã dẻo. Rồi ra ngoài. Phạm Danh, ui. Đó,
rồi, vô rồi mọi người. Theo Nguyễn Hải vô một trái rồi. Mấy đứa đá từ từ nhường ta chứ nghe. Lâu lên từ từ. Hay không rồi, hay không rồi. Sao mà hai số 19 luôn, có số 10 luôn. Sao hai số 19 luôn. Mấy đứa nhường ta chừng 5 trái được rồi, đừng có nhường nhiều nghe không. Nguy hiểm. Hay vậy đây. Đội Thanh Nhã nó rất là cố gắng. Xong rồi, xong rồi. Cố lên. Hay quá. Thank you.
này chả luôn đây. Chỗ này chỗ này. Mệt quá. Bên đây từ chối bàn thắng của thằng Danh nè. Hôm nay bên mình không có chân sút rồi mọi người. Sút ra ngoài không. Nguyễn Hải. Phạm Danh. Ê. Đúng lắm. Nhá. Ui. Hay quá, mồm mồm đó hay quá mọi người. Rồi. Kịp rồi. Hay Danh ơi, hay Danh ơi, hay Danh ơi. Tỷ số được nâng lên thành 2-1 rồi mọi người. Rút ngắn lại còn 2-1 rồi. Nghiêng về phía team Nguyễn Hải. Hay nè. Dạ
Ê, chúng ta rồi. Bên đó giờ người ta chỉ số, ta có 2-3 người nữa. Đây, 3 người chứ đó rồi. Đây. Ừ, hai ông nội á. Thầy Danh ơi. Sốt. Điệp hô số được. Đồng nhau rồi. Đồng nhau rồi mọi người ơi. Hay đều. Sao cảm giác sao rồi? Hay rồi, rút ngắn lại được thành hai điều hay rồi. À, bánh đá dữ lắm. Đá chạy thở không kịp. Những phút đầu bên mình hình như cũng còn chưa thích nghi mọi người, cho nên là chưa có quen. Bây giờ thì cũng quen rồi cho nên là đá thấy cũng mượt rồi mọi người. Bàn thắng đến từ Nguyễn Hải, tỷ số được tăng lên 3-2. Chung lại, thủ môn tập trung lại nha. Hay anh ơi. Chết luôn rồi, thủ môn tiêu béo rồi. Hiện tại thì bây giờ là 18:27 rồi mọi người. Hiện tại cũng đã được 30 phút rồi. Tỷ số hiện tại là 5-2 nghiêng về bên tên Nguyễn Hải. Đội bên bạn quá mạnh mọi người. Tên Nguyễn Hải cầu thủ đá tốt quá. Thì mình sẽ quay những cái đoạn nào hay cho mọi người xem. Hiện tại bây giờ trời cũng tối rồi nên mình cũng quay được. Thì đây tới cuối trận có cái pha nào hay mình sẽ quay cho mọi người xem, không thì mình quay tỷ số cuối trận cho mọi người biết. Kết thúc trận đấu, tỷ số là vô biết bao nhiêu trái mình không biết nữa, người ta vô. Hai bên có căng sức nhau là mình đã hoài nha các bạn. Hoài.
Nó chờ nó kéo quê trong tâm. Bên đây 16 người, bên đây có mấy người. Quê trong tâm. Nói chung là hôm nay lên đá vui vẻ không mọi người? Nghe mà không đi chơi. Vui vẻ. Vui vẻ. Mạnh chết. Ok, cũng cảm ơn mọi người đã xem hết video từ sáng tới giờ của hành trình của anh em mình nha. Thì nếu mọi người thấy hay thì like cái kênh ủng hộ anh em mình nha mọi người. Anh em mình còn ở lại đây nữa. Rồi đi ăn nữa nha mọi người. Chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Thank you.